chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Như đã hứa ở clip review lần trước thì với clip lần này mình sẽ thực hiện những cái bài test thử độ bền của chiếc LG Gram 14ZD980 này. Lý do mình thực hiện nó là bởi vì chất liệu của máy sử dụng loại chất liệu đặc biệt, đó là hợp kim Magenta Nano Carbon. Chính chất liệu này đã giúp máy vừa đạt được cái trọng lượng rất nhẹ là 995g mà lại còn rất bền và dẻo dai nữa. Chất liệu này thì sẽ bền hơn chất liệu vỏ Magenta thông thường là khoảng 20%, và đặc biệt là nó đã đạt được 7 tiêu chuẩn độ bền của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra khi mà trải qua những cái bài test về chịu va đập này, chịu áp suất thấp, nhiệt độ cao, rồi chống bụi, chống rung và chịu sương muối nữa. Tất nhiên là khi lần đầu tiên các bạn nhìn thấy chiếc máy này cũng sẽ khá là hoài nghi về cái độ bền của nó, bởi vì trông nó khá là mỏng manh, mà thường mỏng manh thì sẽ đi kèm với cả dễ vỡ nữa. Thế nên mình sẽ đặt chiếc máy này vào một số tình huống giả định, những cái tai nạn mà có thể trong cuộc sống các bạn sẽ gặp phải với máy, để xem là nó thể hiện như thế nào nhé. Trước tiên mình sẽ thử cái độ chắc chắn của máy cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là khi mà các bạn đóng mở máy, thậm chí là chỉ bằng một tay, bản lề thì di chuyển rất là mượt mà và máy thì nằm ở vị trí cố định, không bị rung lắc. Tiếp theo, khi mà mình tác động như thế này với cái màn hình thì các bạn thấy màn hình của nó rất là dẻo dai và khá là bền nữa. Thường thì ở những cái laptop khác bạn sẽ không thể làm được cái thao tác này đối với màn hình của máy đâu. Bây giờ mình sẽ test với chiếc ba lô của mình. Mình sẽ để LG Gram này vào trong ba lô, cùng với đó là thả với rất nhiều đồ đạc, trong đấy có cả kim loại như là chìa khóa. Đây là một cái kẹp mi như thế này. Và thử di chuyển xem là vỏ máy sẽ như thế nào nhá. Khi mà mình lấy máy ra thì mình thấy là trên lớp vỏ đã xuất hiện những cái vệt như thế này. Lúc đầu thì mình tưởng là vết xước, nhưng mà thực chất là không phải, bởi vì đây chỉ là những cái vết bẩn do những cái chùm chìa khóa tạo ra mà thôi. Và những cái vết này khi các bạn lau đi thì hoàn toàn hết được nhá. Tức là khi mà các bạn đặt máy ở trong ba lô mà có nhiều đồ đạc, trong đấy có cả kim loại, thì vỏ của máy cũng không hề bị cháy xước mà chỉ xuất hiện những cái vết bám bẩn. Thì đây là cái nhược điểm mình đã nhắc ở clip review lần trước rồi. Còn về vỏ của máy thì vẫn nguyên vẹn và không hề bị xước một chút nào. Khi mà các bạn bỏ ba lô ra khỏi vai thì đôi khi các bạn đãng trí và sẽ thả mạnh chiếc ba lô xuống dưới đất. Bây giờ mình sẽ xem là máy như thế nào rồi nhé. Của máy vẫn rất bình thường, không có chỗ nào bị móp méo cả. Nói chung là máy vẫn ổn. Mình nghĩ là vừa nãy là vì khoảng cách rơi của máy vẫn còn khá là thấp nên là máy vẫn còn chịu được. Một tình huống mà mình đã sơ ý và ngồi lên chiếc LG Gram này, theo mình thấy ở đây thì sau khi mà mình ngồi lên thì cái vỏ máy của máy vẫn rất là bình thường, không hề có dấu hiệu bị sứt hay là móp ở đâu cả. Còn bây giờ mình sẽ thử mở máy lên để xem là nó còn ổn hay không nhá. Và bên trong thì máy vẫn rất là bình thường thôi. Vừa rồi thì mình đã có sơ ý đánh rơi chiếc máy này từ bàn làm việc xuống. Và bàn làm việc của mình thì cao khoảng 75cm. Và nếu mà các bạn có thể thấy thì khi rơi nó đã va chạm trực tiếp ở cạnh này và bị trượt ở mặt này. Thì ở đây mình thấy là ở cạnh đã xuất hiện một vết chày nhỏ. Còn trên mặt này thì xuất hiện những cái vết xước nhưng mà rất khó để nhìn bằng mắt thường. Còn lại tổng thể toàn bộ máy, bộ khung của máy vẫn rất chắc chắn và không hề có dấu hiệu bị móp hay sứt mẻ ở đâu cả. Bây giờ thì mình sẽ thử mở máy lên để xem là bên trong như thế nào nhá. Máy vẫn lên bình thường, toàn bộ mặt bên trong của máy thì vẫn ổn và không hề có dấu hiệu bị va chạm gì cả. Touchpad thì vẫn dùng được tốt. Sau cái màn đùa vừa rồi của đồng nghiệp mình thì mình đã có đánh rơi máy ở cái khoảng cách là khoảng 50cm và trong trạng thái là máy đang mở. Thì các bạn có thể thấy là cái mặt trước này của máy là mặt rơi trực tiếp xuống. Và mình thấy ở đây thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì hết, không xi nhê, không hề có một vết chày nào cả. Ở đây thì chỉ có một vết chày cũ từ cái lần rơi trước mà thôi. Và khi mình mở máy thì bản lề di chuyển vẫn rất là mượt mà, không bị ảnh hưởng sao. Và khi mở lên máy vẫn hoạt động được. Và đặc biệt là màn hình không bị vỡ hay là sao. Đây,
máy vẫn hoàn toàn dùng được bình thường. Và mình thấy là ở cái khoảng cách rơi thấp như thế này thì máy không bị làm sao hết. Ngày hôm nay khi tiếp tục test chiếc LG Gram này, mình đã thử mang chiếc máy đi làm cùng mình. Từ nhà cách chỗ làm khoảng 10 km, và mình đặt chiếc máy này trực tiếp ở trong cốp xe. Khi mà mình lấy ra thì máy vẫn rất là ổn định, không hề có chỗ nào bị móp méo hay xước cả, cũng như là cũng không bị quá nóng. Và chỉ đến khi mà mình va phải đồng nghiệp ở trên cầu thang thì lúc này máy đã rơi một cú rất là mạnh. Và cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái vết thương tích đầu tiên, đó là ở chỗ góc mà giao trực tiếp với mặt đất thì đã bị mất một mảng nhỏ, cũng như là lộ ra cái phần kim loại ở bên trong. Còn ở cái góc tiếp theo thì là bị cháy xước một chút. Nhưng mà tổng thể máy thì vẫn rất ổn định, toàn bộ máy thì không hề bị vỡ hay là bị gãy hay là bị móp méo gì cả. Và kể cả là khi mình mở máy ra thì phần mặt trong màn hình và mặt thân bên trong cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Có thể nói là đến giờ phút này thì mình rất là ấn tượng với cái độ bền bỉ của chiếc LG Gram này. Tổng kết lại, sau những thử thách mình đặt ra cho chiếc LG Gram này, mình có thể khẳng định chiếc máy này tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng bền bỉ. Bởi vì đến giờ phút này máy vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, sử dụng được một cách bình thường hay giữ được tính thẩm mỹ của nó, bởi vì nó chỉ xuất hiện những cái vết cháy xước nho nhỏ mà thôi. Mình hy vọng rằng những bạn nào còn hoài nghi về độ bền của chiếc máy cũng sẽ tìm được câu trả lời trong video clip lần này. Nếu các bạn thấy clip này thú vị, hãy để lại cho chúng mình một like và cũng đừng quên subscribe channel của Hà Nội Computer. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.